À, chiến lợi phẩm nha, chiến lợi phẩm hôm nay chiến nhận chưa nha, mới vừa hái luôn. Cóc, mía, măng, măng nãy là ra ngoài vườn sắn măng này, cắt măng luôn nè, về nhà đổ lột đũa bà khổ qua đó. Kỷ niệm chủ nhật ngày 4 tháng 8 2024, rồi mời cả nhà xem cảnh đúng măng nha. Hôm nay đi về vườn của một người quen. Ui da, tôi bỏ tủ lạnh. Ui da, ui da. Khúc này không có nhiều, chắc khúc ở trong. Hôm cô đi Hà Giang du lịch để cho mày ăn cái măng trúc nó cũng ngon lắm. À, còn thấy người ta có ăn măng sậy nữa đó. Măng sậy nữa. Mày măng tre. Quá trời mấy bụi tre. Còn 30 năm mới được như vậy. Trải nghiệm. Ừ. Trời luôn. Ừ. Măng, búp măng non nè. Đó. Có chương trình búp măng non rồi, thấy búp măng non rồi nè. Cho mọi người thấy thấy cái nhà vườn miền Tây nè, đốn măng nè, búa nè, búa già mới nhỏ, cúc măng non, mùa mưa nè, trồ nè, đây nhiều búp măng non nữa nè, này ăn cũng được. Ủa cái này đây ăn được hết đúng không? Nhỏ nhưng rồi. Mà nó còn lùn quá, nó chưa có thịt ngon. Ừ. Mùa mưa nó nhú lên ha, đã nha. Dạ. Nó càng có mưa thì nó càng. Ủa hôm bữa điện lên cho bé kia bự ghê luôn á. Con ấy con sợ không biết cô ăn cho liền không thì không có dám tước vậy. Chứ tước thì nó tước vậy thì mình về mình phải làm liền. À, luộc liền ha. Luộc liền. Vậy cho sách cho nó. Quá chị non rồi. Non quá. Ừ. Lá chè nó rụng mát ghê luôn, cái mấy cây ở chè cũng nắng hết trơn. Về đang có 12 giờ trưa, 12 giờ trưa đi giống măng mà đừng chăm phá chồng mẹ lỗ hả? Ồ sâu trong này nữa hả? Ôi ôi thường măng thiệt rồi, này lúc măng ngon nữa nè. Ở đồng bằng sông Cửu Long nè, vườn thì có mấy cái đào kênh dẫn nước, nước chỉ vô cung cấp nước cho vườn. Rồi, đổ măng này coi. Này đúng là hoang dã còn gì nữa đúng không? Cái bụi tre này nhà mình để là bao nhiêu tháng ngày rồi. Nhà đất rộng quá là không hết. Cứ che để tự nhiên. Khu rừng che này chắc mấy chục năm rồi, ha. Lâu lắm rồi. Coi như mình đi vô rừng nguyên sinh rồi đó. Vô rừng nguyên sinh rồi đó. Ở đây mình còn vô được nữa không hết rồi. Không phải hả? Ồ, trời ơi. Quá trời. Bởi vì hèn gì cho mang vòng vòng đốn cho tùm lum hết trơn. Đây là cảnh sau khi thu hoạch măng ở trong cái vườn măng xong. Ra ngoài này thì đây là vườn đu đủ vàng. Tiếp theo đây là thu hoạch khổ qua. Nhà có gì ăn được lấy hết. Ê, khổ qua này nó không có bự lắm đúng không? Tại vì mình không có thân thú. À vậy ha. Mình không có thân thú.
nó hơi bị héo héo, chắc là mưa xuống nó mới ấy. Trời ơi, quạng nè, mấy trái rồi ơi, ăn không hết là phí lắm. Nhà có mấy người đâu, cô hai cũng ăn bữa canh. Bây giờ lũ lớn rồi. Ồ, nắng héo. Mấy cái con, mấy cái trái nhỏ nhỏ cũng nhiều lắm nè, nhưng mà chưa ăn được. Nó gần tà. Mấy cái chín rồi không? Không rồi, nhiều lắm. Mẹ nói cho người ngồi nói gì? Hai cho ăn không hết, hai cho cái này cho rồi. Ê, trái này to nè con, có trái này to nè bà con. Trời ơi, đúng đẳng không, đúng đẳng, hấp dẫn không? Rồi được rồi, ăn bữa canh thế ơi, được rồi ơi, để dành nhà ăn đi. Quá trời, sẵn hái được cho ai luôn hả? Không có. Ai thu hoạch khổ qua, bữa canh hay là xào gì đó. Ai kiếm niệm, kiếm niệm. Đây là vừa củi. Củi này là củi mấy cây chôm chôm, cây này kia đâu ha, cốc này kia ha. Nhãn hả? Nhãn cũ mình đốt hồi xưa hả? Mới đốt hả? Rồi, hai vợ chồng thu hoạch cốc đây. Cốc xong rồi. Mới thu hoạch măng rồi tới thu hoạch cốc. Quá trời đã. Ít thôi ơi, nhà không có nhiều người ăn đâu, vài trái rồi, 10 trái được rồi. Con trái được rồi. Cô Dung nữa, cô Dung cũng cỡ đó, cô Dung nhà cô Dung ăn ít xíu ha. Ngâm ngâm trời, làm biến luôn, ăn làm gói cốc ăn là được rồi. Ồ, nó bự kìa. Cái này nó dừa dừa. Dừa dừa chứ, là to lắm hả? Dừa là cũng to lắm rồi. Còn con nữa. Còn con nữa ha. Ba trái. Đất phù sa sông Hậu. Trời ơi, nó muốn một rổ luôn kìa. Con mía không? Hả? Con mía. Thôi được rồi. Cóc nhiêu đây ăn chừng nào hết về cho. Cho mấy người ngồi cây trái quá đã. Này nó ngọt không bị sơn. Ừ, quá trời. Để đây đi chặt mía. Chặt mía. À, mới xong măng nha. Mọi người tí nữa mình rảnh mình làm YouTube đi lần đầu thu hoạch măng nha. Còn giờ là cóc với mía. Hai vợ chồng giữa trưa nắng đi thu hoạch. Mấy cái này là khoai mì đúng không? Lá này khoai mì nè. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi mía nè. Mía này là mía lao, mía đường ta, mía đường, phải không? Mía thanh diệu. Thanh diệu hả? Ủa, mía nó. Mía đường ăn nó cứng như đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mía thanh diệu. Trời ơi, hạnh nè. Nhà còn nhiều đó, hôm bữa đi hạnh chanh còn thôi, không thấy. Có biết cái này cái gì không? Cái này nè. Nhãn hả? Không phải cái nhãn. Chôm chôm. Không phải chôm chôm. Trời ơi, những cái gì ta? Thua. Cái này mà cô không thể ngờ tới. Không thể ngờ. Con cục hả? Không phải. Không phải con cục. Bình bạc. Hoàng kim hả? Cái vú sữa. Vú sữa gì lá kỳ vậy? Dạ đúng rồi. Ê, vú sữa sao kỳ vậy? Không phải. Vú sữa trái vàng á, vú sữa hoàng kim. Ồ. Dạ. Tại vú sữa nhà là bên lá xanh, bên lá nâu ở dưới. Dạ đúng rồi. Ồ, lá sữa. Vú sữa hoàng kim. Ê, bị sâu ăn hay gì nè? Lá này bị sâu ăn hay gì nè? Ôi, nhỏ xíu chưa có trái mà bị sâu rồi. Ồ, lần đầu tiên mới thấy vú sữa hoàng kim mà lá nó xanh như vậy nha. Con rồi. Nhìn con còn biết cây gì nữa. Rồi đi tiếp coi. Trời ơi, đi đạp hết trơn mấy ngò gai nè. Quá trời, mùa mưa xuống ngò gai lên nè. Trời ơi, đất vườn. Trời ơi, ngò gai con nè, quá trời luôn nè. Thu hoạch cốc. Nãy thu hoạch măng, giờ tới thu hoạch cốc. Còn gì mới mẻ nữa không? Ăn luôn tại chỗ ha. Cái gì đây? Cóc. Cóc có chứ gì nữa. Ừ, cóc này hầm hầm hơi gần chín. Trực tiếp ăn luôn ha. Đã. Nó ngon. Nó giòn, nó ngọt. Không có cái chua luôn á. Quá đã luôn. Cái này ngọt dai như là cỏ. Cỏ ngọt dai. Quá trời luôn. Đẹp như ngọt gai. Cây này nó già tới. Quá trời ngọt gai luôn. Có mấy cây được. Quá trời ngọt gai. Mía đó hả? Đúng này phải không? Đây nó già rồi. Rồi. Mọi người xem nhà vườn đốn mía thanh diệu này nha.
ngon quá ha. Cóc ăn tại vườn, cái ngọt liệm mà không miếng chua nữa chứ, mà nó không chua thì làm gỏi đâu ngon, nó phải nhặn miếng chanh miếng dưa mới ngon chứ gỏi nó ngọt quá. Dạ hai cháu nâng nâng á, cái cháu nâng nâng làm gỏi thôi ăn sống gì à, cũng hay. Đó. Nó cong cong luôn. Đây. Không có đất nào mà trống hết trơn. Đủ đủ. Trồng sen vô mít. Ít thôi, hai cây thôi ăn hết đâu. Chặt cái đọt. Rồi bỏ cái đập đi. Rồi ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Nhé thanh diệu. Chúc cả nhà vui vẻ nhé.